Gần 3 năm trước, ngày 7 tháng 8 năm 2013, hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang được người dân Quảng Ngãi phát hiện và đưa trở về làng sau hơn 40 năm sống trong rừng. Sau 3 năm tái hòa nhập với cộng đồng, thì anh Hồ Văn Lang, người được nhắc đến với biệt danh là người rừng, từng một thời thu hút được sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế, lại vừa xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn của Anh. Bởi câu chuyện của anh đã khiến công chúng liên tưởng tới Tắc Dăng, nhân vật huyền thoại vốn chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh phương Tây. Câu chuyện của anh Hồ Văn Lang được Alvaro Cerezo, giám đốc quản lý của tổ chức chuyên thám hiểm về những vùng đất không có người ở và những lễ hội xa xưa có tên là Do Cast Away, kể lại trên một tờ báo lớn của anh sau khi đến Việt Nam tìm hiểu về anh Lang vào hồi cuối tháng 11 năm 2015. Alvaro Cerezo cho biết ban đầu muốn gặp anh Hồ Văn Lang để tìm hiểu về kỹ thuật sống sót trong rừng sâu. Nhưng sau đó, họ đã cùng nhau sống trong rừng 5 ngày để có thực tế chi tiết nhất về những gì anh Lang đã trải qua. Alvaro cho biết anh Lang chỉ nói được một chút ngôn ngữ bản xứ, không có khái niệm về ngày và đêm và không biết về các nguồn năng lượng khác ngoài lửa và mặt trời. Nguyên nhân có lẽ bởi bố anh là ông Thanh không kể nhiều về cuộc sống bên ngoài cho anh Lang, thậm chí ông còn không cho anh Lang biết về sự tồn tại của phụ nữ. Trở về sau 41 năm sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, giờ đây hai cha con người rừng Hồ Văn Lang đã hòa nhập cuộc sống mới ở buôn làng. Huyện Tây Trà tạo điều kiện cho gia đình anh phát nương làm rẫy, dựng chòi canh tác hoa màu mưu sinh kiếm sống. Từ cuộc sống săn bắt hái lượm, anh Lang đã biết đấu nối ống hồ hô dẫn nước suối về tỉa lúa rẫy, trồng hoa màu gồm khoai môn, dưa leo, đậu xanh, bắp mướp đảm bảo cuộc sống hàng ngày của gia đình. Anh Lang cũng bắt đầu biết chăm chút bản thân như chải đầu soi gương.